nên mọi cảm xúc không bằng một tình yêu. Vì thầm lặng đó sẽ mang đến cho hai bạn một tình yêu tươi sáng và hạnh phúc. Và kính thưa hội trường chúng ta yêu quý, tình yêu hôn nhân là một việc sự trọng đại mang ý nghĩa quan trọng hạnh phúc cả đời người. Và đó cũng chính là ước mơ hoài bão niềm hạnh phúc một nghèo nhất mà các đôi trai thái yêu nhau ngày đêm mong ước trở đầy phúc của tốt nhất yêu dấu. Và ngày hôm nay một ngày lành thắt tốt được sự vị trí của chính quyền địa phương thống nhất của gia đình tổ chức lễ vô quy cho đời bạn trẻ. Thưa quý vị, người ta có câu rằng hôm nay chung hợp chúc may tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn, con người Việt Nam chúng ta thường nói rằng cây phải có cội, nước phải có nguồn, con cái phải có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những ngày thiêng liêng trọng đại hôm nay. Và chúng ta cũng thế nào cũng nhắc đến hai sinh thần của cô dâu và chú rể. Vậy được thay mặt cho ban tổ chức và gia đình chúng tôi chiều nay xin lòng trọng kính mời là người tuần vinh nhất trong ngày cưới hôm nay, xin lòng trọng kính mời về phía họ nhà gái có ông bà, bạn huynh là song thân phong màu của cô dâu và kết hợp những người thân hiện chương trình tiệc cưới chiều nay, xin lòng trọng kính mời với phía họ nhà trai có ông bà bạn leo là cũng như là song thân phù màu của chú rể. Với những tình cảm thân thương của quý vị quan khách gần xa đã có mặt tại căn phòng cưới của gia đình từ xa và nhà kế chiều nay, và chúng ta hãy cho những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt, thật dài, thật to để chào đón sự hiện diện của hai đình quý vị. Chúc mừng ngày hôm mang tài tôi cho biết và cảnh giác mệt và mang sân mừng này hòn tài đá hắn khắp của tôi chúng ta có nghĩa là ta ơi tha những cái hông lầy nhắp và thua bông bông từ đồ phà nhung nhà từ đồ nàng hắn tài bạc bền kèm rộ một nét tạm ưu ớt lầy thấp bình mà những phần ta một lầy trong phim ta mà ta bình mắt trong mùng này hàng ta phải thắp và tôi chôn vì ta bị ảy giác mệt và phải tài chết mang sang đông này trong tâm là một môn cọ và nhắp của tôi có phùng vàng chẳng bắt đầu cả bình mà cả cả đàn mây hàng bí mà các ta tây hàng đi đập này một tay chưa lồn nhập biết cái bí bản này dạng mệt và cái phèo mùng nhẹ này bằng tầng tay phạt tộc này cả đôi chúng ta cái tầng này sống tăng được cầu bí bản bị ảy dạng mệt và tôi bằng sàng lùng này sắp cho hàng tay phong can cái tăng một tay tôi chôn một đoạn bọc phùng vắng quay tiếp tiếp theo nè alo nghe rồi cầm bám hay bút rồi tôi lấy vô đây em mi là tập lục ăn ui cu và kính thưa huấn trưởng chúng ta yêu quý trước sân khấu vận dạy gia đình hạnh phúc và kính thưa toàn thể các vị có tàu hôm nay tam xuân tứ hải giao mặc hữu hai gia đình có tình kết chi ra vậy được thay mặt cho ban tổ chức và gia đình chúng tôi xin tuyên bố bất lễ vô quy cho đời bạn trẻ xin phép được bắt đầu. Và kính thưa hội trường của chúng ta yêu quý, chúng ta tiếp tục với chương trình nghi thức cho đôi bạn trẻ được lên vợ lên chồng chiều nay. Cũng ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cũng chờ đợi lâu. Cũng ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đón nhận những lời phát biểu cảm ơn đến quý vị quan khách gần xa là song thân phụ mẫu của cô dâu. Một lần nữa được thân mời chúng bạn tổ chức gia đình chúng tôi sẽ long trọng kính mời bác để phát biểu trong dịp trăm năm hạnh phúc của hai con hôm nay. Sang nó đã mây một tay chưa lâu của bình bằng bình ấy dạng mệt và các bên lại từ sang nó cái tay vẫn có bình bằng bình cái giúp chăm cha ấy dạng tài chế để ta mừng tay nhập bình mừng à mà cái tay xa tay nhập bình chưa lâu bình bằng ấy dạng mệt và sắp tới làm cho buông cọc lấy nhấp cọc và sức cho chân tâm cha đến tầng này để cầu cọc mai như một tay nhập bình. Vâng, thật tuyệt vời, xin mời toàn thể quý vị quan khách gần xa hội tụ về đây hãy chốt một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai gia đình nhà quý vị.
Và kính thưa toàn thể các vị, thưa các bạn, chúng ta cũng tiếp tục chương trình nghi thức cho đồng bạn sẽ được lên vợ lên chồng xưa nay. Ngay bây giờ xin mời toàn thể các vị chúng ta hướng mắt về sân khấu 9 để chứng kiến cho bạn trẻ thắt lên những tòa đài hạnh phúc do nhà hàng lưu động dịch vụ của chúng tôi đã sắp xếp thành một cái lâu đài hạnh phúc xưa nay. Một lần nữa xin mời cô dâu và chú rể chúng ta bước lên một bước để cầm sân vành thắt lên những tòa đài hạnh phúc của mình chiều nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Chiếc nó là làm rớt điện thoại luôn. Con ta đẹp lên là điện thoại. Vâng, chúng ta đã chứng kiến cái đoàn trẻ thắt lên như thế này hạnh phúc của mình, thưa quý vị và các bạn. Và chúng ta có câu tôn cha như núi tái sơn, nhé mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đừng quên nhé mẹ con cha như ai mới có đời ta trưởng thành. Có gốc thế này xin cảnh nhân duyên chồng vợ xin thành kỳ ơn, để tấm lòng hiếu kính và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta mời hai gia đình để tấm lòng hiếu kính trong được lên vợ lên chồng trên này. Một lần nữa xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Nên nhắc thân tay hất mắt mà ta mị bạc một tay bọc của mị mà một lệ phạm trò của nền tầng nề biết ta nâng lập này hàng tầy khắp pháp của tầy ra như một tầy bị mà như hồn tầy hất mắt bằng tầy lẽ hình tầy bạc bền kinh rộng một nét. Thưa hôn trưởng của chúng ta, như quý giây phút này đây được chất đầy bấy lâu, một năm chỉ có một lần, một ngày chọn một lấy một giờ. Chúng tôi toàn thể quý vị đến đây mục đích là muốn mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, vậy được thứ mặt cho ban tổ chức gia đình của chúng tôi xin lần đầu kính mời toàn thể quý vị quan khách cần xa có mặt tại chương trình để vui quy cho đôi bạn trẻ chiều nay. Chúng ta rất còn lưu của mình thật tay vào để ủng hộ cho đôi bạn trẻ được cho năm hạnh phúc không người thay. Và ban tổ chức gia đình chúng tôi xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng mổ 1, 2, 3 để vấn đề của chúng ta thật long trọng và thoải mái. Và kính thưa quý vị, chúng ta cùng nâng ly quý vị ơi, thưa quý vị, 1, 2, 3 Vâng, ai xin cảm ơn toàn thể các vị quan khách. Chúc mừng này hân mang tới tôi chùm Tèm đi sang ngó cả đất cây vẫn cứ thôi tâm ra một lời chức là rè hân tới bươn một tới chắp khắp pháp một tới tích lòng hoàng sân tân rồi câu cơ cầm bà nam bước sang ngó tâm ơi. Vừa nãy ta đang quay mà tự nhiên nó bắn cái ấy á, đập vào gầm ly là mà. Chúng ta bình ấy giác mệt vàng, vốn nghiên tâm trà tài xế của ta bộ gần 5 năm. Giang ở phía Mỹ của tôi chúng ta
tụng này là tạm mô tạm một bên bếp tỉnh nhá. Người ta mau gram cái nam và biết ba bình phải đại chế chẳng phải được tầm ra. Cái quay mừng lời, cả bằng quay bạc lệ dạ năng. Quay. Và chú rể dành cho nhau quý vị. Hôn, hôn là một thông điệp rất là tuyệt vời trong ngày cưới. Thưa quý vị, hôm nay thì đẹp quá cho chú rể hôn má cô dâu. Ăn sao mới lú cho hôn môi cái nào thưa quý vị. Một ngày đẹp trời đầy nắng và chút gió. Chúc mừng toàn thể quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu 9. Và chúc mừng cô dâu chú rể chúng ta đối diện với nhau để dành cho nhau một nụ hôn. Một năm có một ngày cho lấy một giờ. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy có đủ tinh thần cho cô dâu để dành cho nhau một nụ hôn trong ngày cưới quý vị. Thưa quý vị, chúng ta cố cố tinh thần cho cô dâu chú rể. Thưa quý vị, 1, 2, 3 hôn. Một lần nữa có được hạnh phúc, được lên vợ, lên chồng, sau này mãi mãi bên nhau, dành cho nhau một nụ hôn là bình thường quý vị đúng không ạ? Một lần nữa chúng ta cùng phục vụ thật to, thật lớn, thật dài để khi lệ cho cô dâu chú rể. Thưa quý vị, chúng ta cùng một tinh thần đấy quý vị. 1, 2, 3 lên. Vâng, thật tuyệt vời, xin cảm ơn rất là nhiều. Và cái chương trình nghệ thức cho các bạn trẻ đến đây kết thúc. Và xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng giúp tiền. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta bước tiếp đến với một người chúc phúc cho mình. Một lần nữa xin được chào, kính mời.